Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh xe 2 tiếng dầu của em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Ví dụ này em sẽ cập nhật về giá xe trong này dòng xe Mitsubishi Xpander Chiếc xe Mitsubishi Xpander này nó sẽ có 3 phiên bản cho nó chọn Là bản số tự động, bản đặc biệt, số tự động, bản tiêu chuẩn và bản số sàn ạ Chiếc xe Mitsubishi Xpander thì nó là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc cho em nhé nên sẽ không được hỗ trợ thuế trước bạn 500 đâu ạ nhưng mà chương trình khuyến mại thì rất là sâu cho anh em đấy ạ Giảm giá rất sâu cho anh em nhá Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại Khi mà sang tháng 3 này đang có chương trình khuyến mại như nào Thì phép giới thiệu cho em cách chi tiết cụ thể ạ Còn em mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok, xin phép đi vào vấn chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản đặc biệt ạ. Với giá miết của chiếc xe này thì đang là 630 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 năm 2022 này thì Lam Mín Nội thì đang là 691 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 217 triệu. Còn là tỉnh thì là 661 triệu trả góp thì đang là 186 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 679 triệu. Trả góp thì đang là 205 triệu ạ. Con em muốn đưa giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện sao, chi tiết bài như nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhỉ nhà Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản tiêu chuẩn ạ. Với giá miếc của chiếc xe này thì cũng là đang là 630 triệu ạ. Nhưng mà chương trình khuyến mại thì này tốt hơn rất là nhiều so cả bản đặc biệt em nhá. Vậy thì khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này thì Lam Nội đang là 676 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 214 triệu thôi ạ. Còn là tỉnh thì đang là 646 triệu Trả góp thì đang là 183 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 664 triệu Trả góp thì đang là 202 triệu ạ Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lã số ngành như nào thì anh em điền tin như là tên này, địa chỉ, số điện thoại, loại xe can tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để nguyên lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn. Nó bản thấp nhất của dòng xe Mitsubishi Xpander em nhé. Với giá miếng của chiếc xe này thì đang là 555 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại trong tháng 3 này thì... Lan máy nổi đang là 602 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 192 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 573 triệu Trả góp thì đang là 163 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 591 triệu Trả góp thì đang là 181 triệu ạ Trong phần trả góp thì nó tính vào cho anh em là Anh em có thể vay được 80% giá trị của xe thời gian vay lên tới 7 năm hoặc 8 năm và có thể là hỗ trợ cho em là nợ xấu này tỉnh xa được em nhá và trong phần trả góp thì à, em đã là... tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ bởi vì bảo hiểm thân vỏ thì em bắt buộc phải mua đấy là quy định của ngân hàng đấy ạ và trong phần trả thẳng thì em chưa tính bảo hiểm thân vỏ đâu đâu ạ bởi vì là tối với trả thẳng nó là bảo hiểm tự nguyện ạ ok vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Xpander cho cả ba phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kiểu ạ